Nhanh lên nào, nhanh lên nào. Không, tôi bị ốm mà. Tạm chưa tả. Tên này đã xâm hại con gái nhà người ta. Xin chúa tể định đoạt. Cô gái đó bị rắn cắn. Tôi giúp đỡ mà thôi. Mày thật là bẩn thỉu, còn chối nữa à. Người đâu? Mau, đem hắn ra, nhốt lòng, nhận nước đi. Dạ, chúa tể. Không, tha cho tôi đi. Tôi bị ốm. Đừng. Bây giờ đến lúc nhốt lòng heo nhận nước rồi. Nơi này ta là chúa tể, những kẻ phạm tội phải bị trừng phạt trịnh đáng. Hả? Đây, chàng thư sinh kia. Dạ, bấm chúa tể. Tôi đến tới đây để đem bức tranh mà phu nhân của ngài đã yêu cầu tôi vẽ ạ. Tôi đã hoàn thành xong. Tôi xin dâng lên cho ngài. À, chỉ có vậy thôi à? À đúng rồi. Vợ xinh đẹp của ta bữa giờ cứ nhắc ta hoài. Nghe nói ngươi là một người rất tài hoa, còn vẽ đẹp nữa. Được lắm. Hãy mau đem bức tranh đó vào cho vợ ta đi. Vợ ta cũng muốn gặp mặt người dạ, đó. Dạ, thưa chú tể. Người đâu, dẫn đường đi. Xin anh dẫn đường cho tôi. Được rồi, theo tôi. Đi vào thẩm cung của phu nhân. Nhanh lên nào. Vâng. Xin anh dẫn đường chứ. Anh nên cẩn thận đó nha. Chỉ cần vô lễ với phu nhân thôi, cái chết ập tới lúc nào không biết đó. Dạ, tôi không dám đâu ạ. Cảnh thợ phu nhân, người vẽ tranh cho bà đã tới rồi ạ. Được rồi, kêu anh ta vào đi. Này, phu nhân chịu ngươi vào kìa, nhanh chân lên đây. Vâng, cảm ơn người bác sĩ. Tôi xin chào phu nhân ạ. Chào anh. Này, bên lính, mau ra ngoài đi. Dạ. Trời ơi, tôi hâm mộ anh lắm á. Mau đặt tấm ảnh ở trên cái bàn kia đi. Vâng, thưa phu nhân. Công nhận anh tài giỏi ghê luôn đó. Ở ngoài nhìn anh thật là tuấn tú. Trời ơi, tôi ước gì chồng của tôi cũng được như anh vậy. Mà nè, anh đã có vợ con gì chưa? Dạ, bẩm phu nhân. Tôi vẫn còn độc thân. Tôi phải kiếm tiền, sau đó lo cho cha mẹ tôi. Vậy nói nè, tôi sẽ cho anh một khoản tiền kha khá. Đổi lại, anh hãy tới đây thường xuyên, làm cho tôi vui vẻ đi. Dạ, tôi không dám đâu bà. Nếu biết được, chúa tể sẽ giết tôi mất. Trời ơi, sợ cái gì, lão ta không biết được đâu. Lão ta càng ngày càng già càng xấu à. Còn anh thì ngược lại, nhìn trẻ khỏe đẹp trai, mình tài giỏi quá. Không, chào bà tôi về. Cái tên này, người không thích uống rượu mời mà thích uống rượu vàng à. Được lắm. Bắt người ta dễ sợ. Bắt người ta, người đâu có kẻ muốn dễ ta đi. Trong phòng phu nhân ta sao lại có tiếng la hét? Người đâu, mau vào đó. Không, bà đừng la nữa mà. Tôi cầu xin bà. Đừng bà ơi. Muốn làm hại tôi. Chết tiệt, tên thư sinh kia. Người dám. Không, tôi không. Đúng là một cách bẩn thỉu. Người đâu, bắt thằng này lại, nhốt lòng nó, nhắn nước. Không, tôi bị ổn mà, đừng đối xử với tôi như vậy, đừng, không. Người ta giờ hành quét hắn rồi, nhanh ra tay đi. Người thật là ngu ngốc. Hết ai rồi, lại đi về chúng ngay cả vợ của chúa ta. Nhưng mà tôi thấy cậu ta là một người rất có tài năng và đạo đức mà. Sao kỳ lạ quá vậy? Ôi, cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ đâu. Tôi bị ốm. Được rồi mọi người, giải tán hết đi. Chúng tôi đã hành quyết hắn xong rồi. Mau về nhà hết đi. Háo hức quá à. Không biết nàng ấy đã trốn ra chưa nữa. Ta khó khăn lắm mới trốn ra khỏi dinh phủ của chúa tể.
Côn Đạt, Côn Đạt, Côn Đạt. Sao người nói hẹn tao đây? Người thân mật chứ thằng nào khác? Cái gì vậy? Có ai đâu, có ai đâu. Em ở đây một mình mà. Một mình mà mày rên như vậy à? Em đánh em nữa mà. Em chỉ bị đau răng thôi. Tao sẽ xé xác thằng đó. Nó trốn đâu rồi, nó trốn đâu rồi? Nó trốn ngoài cái bờ kè đây đúng không? Thì tao sẽ băm nó ra, tao sẽ băm nó ra. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Cái gì vậy? Tại sao anh lại cứ tấn công họ hoài vậy? Bây giờ anh đã khác rồi. Anh có thể sống với em yên phận dưới biển được không? Anh sẽ xé xác những tên nào ghen bóng ghen gió rồi gây ra nỗi đau khổ cho người khác. Anh không để bọn chúng yên đâu. Em đã cứu anh, không lẽ anh lại chọn cuộc sống hận thù này à? Anh phải giết hết bọn chúng. Sau đó anh sẽ ở bên em. Chú Tể, ngài có thích hay không? Thích, ta thích lắm. Khốn kiếp. Mấy ngày trước còn nói yêu thương ta, bây giờ có cống phẩm gái đẹp là quên ta ngay. Tình chú Tể bẩn thỉu. Xin quý bà cẩn thận. Người câm mồm đi. Bây giờ ta chỉ muốn một mình mà thôi. Chẳng lẽ trên đời này không có đàn ông nào tốt hay sao? Hả? Là chàng Tú Tài đó. Đúng rồi, chàng Tú Tài đó là một người tốt. Ta xin lỗi là ta đã hại chàng. Ta ước gì bây giờ chàng ở bên cạnh ta. Một con mô bẩn thiếu. Vậy được, ta sẽ đem người theo. Chưa ta, vô nhân bị quái hoặc bị tấn công. Binh lĩnh đâu? Mau đem chết cái con quái vật đó cho tao. Bắt được nó. Dạ, tôi chưa thể. Nó đằng này nè. Đem đi đây. Mẹ kiếp. Lũ vô dụng. Chúng mày không làm gì được đó à? Mày dám giết chết vợ của tao? Người đâu? Mau đem cái giáo đây, tao sẽ giết nó. Chạy đi, nó dưới chân chú Tể đó. Xin chào chú Tể, lâu rồi chúng ta không gặp, mỗi ngày xuống nước chơi. Đã rồi, con quái rồi. Người đâu, cứu ta. Ngài thấy thế nào, có phải bị ngộp nước dễ chịu lắm đúng không? Ngài đã khiến những người khác phải ngộp nước, bây giờ ngài có thích hay không? Quái vật, tha cho ta đi. Ngài không nhận ra tôi à? Cái thư sinh mà ngài đã nhận trước đi nè. Ha 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 ha.